Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của môn thể dục khối 6. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học chủ đề ném bóng, kiểm tra giữa học kỳ bài thể dục liên hoàn. Tiếp theo các em thực hiện các động tác căng cơ. Mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp. Thực hiện bên trái 8 nhịp, sau đó đổi sang bên phải cũng thực hiện 8 nhịp. Các em nhìn theo hình và chúng ta thực hiện theo nhé. Động tác thứ nhất, căng cơ tay vai trước. Các em thực hiện bên tay trái trước. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi tay. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ hai, các em thực hiện căng cơ tay vai sau, thực hiện bên tay trái trước. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi tay. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ ba là động tác nghiêng lườn, các em thực hiện bên phải trước. Nghiêng lườn bên phải, bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi bên. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ tư là động tác gập thân. Các em cúi người xuống và chúng ta giữ 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ năm, các em thực hiện căng cơ đùi sau. Các em thực hiện chân trái trước. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi chân. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ sáu, các em thực hiện căng cơ đùi trước. Các em thực hiện bên chân trái trước. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi chân. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ bảy, các em thực hiện ép dẻo. Chân trái bước ra trước. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi chân. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ 8, các em thực hiện ép dẻo ngang. Các em ngồi xuống bên chân trái và chân phải của em duỗi thẳng. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi chân. 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Như vậy là chúng ta vừa mới khởi động xong. Sau đây chúng ta xem vào nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Đó là ôn kỹ thuật ném bóng một tay trên vai. Tư thế chuẩn bị, các em tay thuận cầm bóng co tự nhiên trên vai, khuỷu tay gập. Tay không cầm bóng đưa ngang vai, bàn tay duỗi thẳng, định hướng góc ném. Thân trên thẳng, hai chân đứng trước sau, mắt nhìn theo hướng ném. Về động tác, tay thuận đưa bóng từ sau ra trước và ném,
Vai và hông cùng chuyển động về hướng trước theo hướng ném. Chân sau có thể bước lên một bước để giữ thăng bằng. Các em thực hiện kỹ thuật ném bóng một tay trên vai 3 đến 5 lần. Nội dung thứ hai là chúng ta ôn kỹ thuật chạy đà. Các em quan sát hình vẽ. Chú ý, khi chạy đà, các em không cần phải chạy tốc độ tối đa, cần chạy theo nhịp điệu phù hợp. Chú ý chạy theo đường thẳng, không chạy vòng hoặc thay đổi tốc độ chạy đà, nhanh rồi chậm, chậm rồi nhanh. Các bước chạy thẳng, các em chạy đà nhịp điệu, tốc độ nhanh dần và chú ý móc chuyển khi vào 4 bước cuối cùng. Các em không nên chạy nhanh hết sức vì sẽ khó thực hiện các 4 bước đà cuối. Các em thực hiện kỹ thuật chạy đà 3 đến 5 lần. Nội dung thứ ba của ngày học hôm nay là các em hoàn thiện kỹ thuật ném bóng. Cô nhắc lại, kỹ thuật ném bóng có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn chạy đà. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn ra sức sau cùng. Và giai đoạn thứ tư là giai đoạn giữ thăng bằng sau khi ném. Về hoàn thiện kỹ thuật ném bóng là các em ghép 4 giai đoạn kỹ thuật của kỹ thuật ném bóng một cách liền mạch. Các em thực hiện cho cô từ 3 cho đến 5 lần hoặc là nhiều lần cho đến khi thuần thục. Bắt đầu từ tư thế chuẩn bị, chuyển qua các bước chạy đà thẳng đến 4 bước đà cuối. Tiếp theo, các em ra sức sau cùng. Sau khi ra sức sau cùng xong, các em giữ thăng bằng bằng cách chân trước hoặc là nhảy đổi chân. Chú ý, khi ném, góc độ ném có nghĩa là tay rời bóng tầm 45 độ, tránh trường hợp bóng rời tay quá sớm hoặc quá trễ làm giảm thành tích. Vì điều kiện tập ở nhà cho nên các em có thể chạy đà ở một số bước vừa phải là từ 5 cho đến 7 bước. Nội dung tiếp theo là chúng ta học trò chơi chạy chuyền bóng nhanh. Các em quan sát hình vẽ. Dụng cụ là một quả bóng lớn phấn viết để vẽ vạch quy định khu vực giới hạn 10 x 10m. Về cách thực hiện, người chơi chia thành các nhóm, cả nhóm điểm số từ 1 đến hết. Mỗi nhóm có một quả bóng. Khi bắt đầu, bạn số 1 ném bóng cho bạn số 2, sau đó bạn số 2 ném cho bạn số 3, vân vân. Các bạn thực hiện ném và bắt bóng trong khu vực quy định. Mỗi bạn thực hiện từ 2 cho đến 3 lần ném và bắt bóng. Nhóm nào không làm rơi bóng trong suốt lượt chơi là chiến thắng. Sau đây cô sẽ nhắc lại một số điều luật cơ bản trong ném bóng. Các em quan sát hình vẽ. Hình số 5, đây là sân ném bóng, là sân mà các vận động viên bóng đá chúng ta thường hay thi đấu hoặc là các vận động viên điền kinh thi đấu. Các em quan sát vị trí 3 số thứ tự, số 1, số 2, số 3. Vị trí số 1 đó là vạch giới hạn. Vị trí số 2 đó là khu vực chạy đà. Vị trí số 3 đó là khu vực ném bóng. Về bóng, bóng ném là bóng cao su đặc có khối lượng 150g. Trong quá trình thi đấu, vận động viên chạm vào vạch giới hạn là phạm quy. Có nghĩa là sau khi các em chạy đà xong ở khu vực số 2, các em thực hiện 4 bước sau cùng và ra sức sau cùng mà chạm vào vạch số 1 thì các em sẽ bị phạm quy. Bóng rơi ra ngoài khu vực quy định sẽ không được công nhận thành tích đó. Có nghĩa là sau khi các em ném bóng xong, bóng ở trong khu vực số 3 thì các em sẽ được công nhận thành tích. Còn bóng rời khỏi khu vực số 3 là thành tích đó sẽ được hủy bỏ. Thành tích ném là khoảng cách được tính từ vị trí vạch giới hạn ném bóng tới điểm chạm đất gần nhất của bóng.
Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển qua nội dung kiểm tra giữa học kỳ 1, bài thể dục liên hoàn. Các em thực hiện quay video clip bài thể dục liên hoàn gửi vào group lớp. Hạn chốt nộp bài là 23 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2021. Về tiến trình thực hiện, trước khi bắt đầu bài kiểm tra, học sinh hô nghỉ, nghiêm, bài thể dục liên hoàn bắt đầu, và các em bắt đầu đếm vừa thực hiện liên tục từ nhịp 1 cho đến nhịp số 20 của bài thể dục liên hoàn. Sau khi các em quay video clip xong, các em gửi vào group lớp cô đã tạo. Phần bài tập về nhà. 1. Là các em quay video clip bài thể dục liên hoàn nộp về group lớp lấy điểm kiểm tra giữa học kỳ 1. Hạn chót nộp bài ngày 3 tháng 11 năm 2021. 2. Thực hiện nhiều lần hoàn thiện kỹ thuật ném bóng, phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật ném bóng. 3. Bài quay video clip bài thể dục liên hoàn được tính làm bài củng cố số 8. Tất cả các bài làm của các em nộp xem như một hình thức điểm danh các em có tham gia học tập và tính vào cột điểm chuyên cần. Các em có tổng cộng 10 bài củng cố, tương ứng với 10 điểm. Số bài làm tối thiểu các em đạt cột điểm này là từ 7 bài trở lên. Các em có thể làm bổ sung các bài củng cố còn thiếu đến hết tuần 12 của học kỳ 1. Tuần 13, cô sẽ tổng kết số bài làm của các em đã nộp và báo điểm về cho các em. Phần bài giảng của cô đến đây đã kết thúc. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.